ra ngay cái đường này nó cứng. Đầu sắp sửa tới đường nha các bạn. Này 8/25 ra bắt đầu các bạn. Rồi lên dốc ăn vào. Cua dòng rồi lên đường nha các bạn. Rồi lên đường an toàn nha các bạn. Làm bắt đầu nổ máy lấy hơi ra bãi nha các bạn. Nay nắng khô ráo ra nó nhẹ. Dùng đất này sập dữ lắm, hôm nay nắng khô anh em mình ra xe cũng hơi nhiều. Đi theo cái điện thoại nó hơi lắc, nó khi nó nhảy ra màn hình nha các bạn, thông cảm à. Đi theo điện thoại lắc quá.
Rồi lên đất đường an toàn rồi các bạn. Giờ ôm cua cái nữa là lên đường luôn nha các bạn. Chuẩn bị lên đường các bạn, đang dòng cua lại. Rồi lên đường an toàn nha các bạn. Mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm chuông thông báo cho mình một like nha các bạn.